sáu ông hoàng, bà chúa fan cam của K-pop Gen 4, Itzy, Aespa, IVE và kèn cựa sắt nút vẫn chịu thua một nữ idol nổi tiếng sexy. Fan cam cá nhân là một trong những hình thức quảng bá phổ biến đối với idol K-pop thế hệ ngày nay. Thông qua fan cam, người hâm mộ được quan sát thần tượng ở khoảng cách gần, nhìn thấy từng biểu cảm, động tác của idol mình yêu thích trên sân khấu. Ở K-pop thế hệ 3, có khá nhiều idol được mệnh danh ông hoàng, bà chúa fan cam nhờ sở hữu loạt video trình diễn triệu vi như Jimin, V, BTS, Jennie. Blackpink, Henny, Exit. Nay ở Gen 4, thế hệ đàn em cũng tiếp bước đàn anh đàn chị, thu hút tương tác khủng thông qua hàng loạt fan cam đáng giá. Dưới đây là top 6 idol Gen 4, sở hữu nhiều fan cam đạt trên 1 triệu lượt view nhất K-pop hiện tại. Hạng 4, Quân Nhăng, Ever. Tuy Ever chỉ vừa ra mắt hơn 2 tháng, nhưng số lượng fan cam của Quân Nhăng không hề ít, nhờ khoảng thời gian cô nàng hoạt động cùng với IZON trước đó. Bên cạnh việc là nữ idol có sở tết bờ Jensen khá ổn, Quân Nhăng còn sở hữu lực lượng fan đông đảo và trung thành thế nên hầu hết video trình diễn của cô nàng đều được người hâm mộ lùng sục để cài view. Tính đến thời điểm hiện tại, nàng sen tờ nhóm Eva sở hữu 13 fan cam trên 1 triệu view. Trước fan cam nổi tiếng nhất của quân nhang là video biểu diễn ca khúc sau Cui Si IZON với khoảng 6 triệu rưỡi lượt xem. Hạng 3, Hyun Gin, Chai là thành viên nổi tiếng nhất nhì Chai đồng thời là một trong những thần tượng nổi bật của K-pop thế hệ 4. Hyun Gin đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ để trở thành idol nam duy nhất lọt vào top 6 ông Hoàng và chúa fan cam của Gen 4 lùm xùm lớn về bạo lực học đường cũng không thể cản bước khi Ungin vượt mặt đồng nghiệp cùng trang lứa để bước lên hàng top. Anh chàng sở hữu 14 fan cam trên 1 triệu view. Chiếc fan cam được tìm xem đông đảo nhất là màn ca và Bicycle, Z Velvet với gần 9 triệu view tính đến thời điểm hiện tại. Hạng 3, Karina, Aipa. Đồng hạng 3 là nàng leader Karina của Aipa. Cô nàng cũng có đến 14 fan cam trên 1 triệu view, nhưng chiếc fan cam nhiều view nhất chỉ đạt khoảng 3 triệu lượt xem. Dù vậy, đây vẫn là một thành tích khá đáng, nể với Karina, xét đến việc nhóm của cô nàng chỉ vừa chào sân cây pop vỏn vẹn 1 năm 3 tháng và số lần quảng bá trên sân khấu âm nhạc cũng không quá nhiều. Hạng 2, Winter, aespa, Karina có thể là thành viên được công chúng quan tâm nhiệt tình vì visual độc lạ, nhưng Winter dường như có fan dòng lớn mạnh và trung thành hơn hẳn, bằng chứng là dù chỉ mới đi bắt hơn một năm, nhưng nàng đông của aespa thu về đến tận 21 fan cam trên một triệu view. Ngoài ra, chiếc fan cam nổi tiếng nhất là video quay lại màn trình diễn step back cùng God the Beat của cô nàng đã gần chạm mốc 8 triệu lượt xem chỉ sau hơn một tuần đăng tải chuẩn bị soạn ngôi fan cam nhiều view nhất Kpop pop Gen 4 vốn thuộc về đàn chị Jin của ITZY. Hạng 2, Jisoo ITZY, Center nhắm ITZY thất thế về số lượng khi chỉ sở hữu 21 fan cam trên một triệu view bị hạng một áp đảo. Nhưng xét về chất lượng fan cam, thì quả là không ai làm lại. Cô nàng là người sở hữu chiếc fan cam nhiều view nhất Kpop pop thế hệ 4, cụ thể là video trình diễn ANPI với 11 triệu lượt xem, bỏ xa nhiều đồng nghiệp đình đám khác. Thành tích này là điều mà bất cứ ai cũng có thể dự đoán được, không chỉ vì vũ đạo lắc vai của Jisoo từng vi gian suốt một thời gian dài mà còn bởi nữ idol được chuyên gia lẫn netizen đánh giá rất cao về ở tết bờ jensen và thần thái trên sân khấu hạng một sugin cựu thành viên ghi Aiden. xét về danh tiếng ghi Aiden khó lòng bị lại gà cưng của các ông lớn như ít và Aeba, nhưng sức hút riêng của sugin lại đủ sức đưa những tên tuổi nổi tiếng ra trường ngà Nếu hoàng sexy thế hệ mới có đến 24 fan cam trên một triệu view bên cạnh đó bản ca vờ ca khúc xe từng gây bão mạng xã hội trong quá khứ giúp fan cam cá nhân sugin thu hút hơn 5 triệu lượt xem trở thành một trong những video huyền thoại nhất của nữ idol. Scandal về bạo lực học đường gây chấn động, làng giải trí năm 2021 đã chôn vùi sự nghiệp của Sugin khi cô đang ở giữa thời kỳ đỉnh cao, khiến cô nàng phải rời khỏi ghi idol trong tiếc nuối. Sugin giờ nhóm là một mất mắt lớn của K-pop, bởi nếu nữ idol vẫn còn hoạt động, ắt hẳn rất nhiều đồng nghiệp phải giải chừng trước thần thái ngút trời của cô nàng mỗi khi on stage.